phải Phương Anh không nhở? Là mày à? Suýt thì không nhận ra. Mà mày vẫy xe bọn tao làm gì đấy? Xe tôi bị hỏng, đang sửa ở đằng kia. Cậu với anh Hải có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Nãy giờ tôi đi bộ mệt quá. Mày quá đáng thật đấy. Bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn độc ác như thế à? Cậu nói gì tôi không hiểu. Mày có biết tao với anh Hải sắp đi ký một hợp đồng lớn không? Thế mà mày, cái bụng như thế kia mà đòi xin đi nhờ à? Hả? Tao với mày có thù hằn gì sao? Tôi vẫn không hiểu. Cô ngu thật hay giả vờ ngu đấy? Cô có biết mấy cái người phụ nữ bầu như cô ấy đen đủi như thế nào không? À, hóa ra là chuyện này à? Thế nhưng mà đấy chỉ là chuyện mê tín thôi mà. Sao hai người lại tin là thật được? Chưa gì tao đã thấy đen đủi rồi đây này. Nhất là khi gặp lại mày, cái loại vừa khó ưa vừa độc ác, hãm. Nếu hai người có suy nghĩ như vậy thì hai người có thể đi cơ mà. Tại sao lại dừng lại làm gì? Để làm gì à? Để dạy dỗ mấy đứa mất dạy như mày đấy. Bụng mang dạ chửa thì biết thân biết phận ở nhà đi. Lang thang ngoài đường làm gì rồi gây họa cho người khác. Mày nghĩ tao thật sự muốn như thế này à? Thế thì tự làm tự chịu đi. Sao còn muốn ám hại người khác làm gì? Mày đúng là cái loại không ra gì. Con mày sinh ra ấy, chắc cũng tệ hại như mẹ nó thôi. Mày quá đáng vừa thôi. Con tao nó còn chưa ra đời, nó có tội tình gì mà mày nặng lời như thế? Chẳng phải do mẹ nó độc ác ngu dốt à? Tao nghe nói đợt mày lấy chồng hoành tráng lắm cơ mà, còn đi du lịch đây đó, chụp ảnh đăng lên mạng nữa. Sao bây giờ trông thảm vậy? Chẳng lẽ tất cả chỉ là lừa đảo à? Liên quan gì ở đây à? Bụng phượn ra thế kia mà vẫn lang thang ngoài này, lại còn đi xe máy nữa. Do mày nghèo quá, thích sống ảo để lừa đảo người khác, hay là bị thất sủng rồi? Sao thế? Bỏ cuộc rồi à? Hay là mày van xin vợ chồng tao đi, tao cho vào cốp nằm tạm. Mà trong đấy đang có mấy con gà hôi hám đấy. Mày nằm trong đấy rồi ấy, hợp mùi phải biết. Thôi bỏ đi em, mình còn việc quan trọng hơn phải làm đấy. Nhưng mà anh xem thái độ của nó kìa, bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, ghét thế không biết. Chiếu gì cơ hội đâu, sau này gặp lại cô ta ấy, mình xử lý sau cũng được. Mày qua em về rồi. Mà điện thoại để đâu, anh gọi mãi không được thế. Em xin lỗi nhá, điện thoại em hết pin. Ừ. Mà sao trông em mệt mỏi thế? Anh nói rồi mà em không chịu nghe. Để ngày mai lái xe lên, anh bảo cô ấy chở em đi cũng được. Cố gắng đi xe máy làm gì cho khổ chứ. Lẽ ra thì cũng không sao đâu, nhưng mà chắc tại xe để lâu không đi đến, lúc em đi về nó gặp trục trặc, em phải gửi xe ở quán sửa xe rồi bắt xe về đây nên hơi mệt. Thôi nào anh, bác sĩ cũng dặn rồi còn gì, thỉnh thoảng em phải vận động để sau này còn dễ sinh chứ. Nhưng mà như thế thì vất vả quá, lại không an toàn nữa. Em nói với anh rồi còn gì, hôm nay là chủ nhật, vợ chồng đứa bạn em mới được nghỉ, chứ mai xuống thì làm sao gặp được chúng nó. Thôi được rồi, coi như là anh chịu em đấy. Anh yên tâm, từ bây giờ sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu. Em nhớ đấy nhá, cứ như hôm nay anh lo cho em lắm. Dạ vâng ạ. Anh hẹn ai mà có vẻ nghiêm túc thế? Là anh họ của anh. Anh họ anh là ai? Tên gì? Sao em chưa gặp bao giờ? Anh ấy là chủ tịch tập đoàn ABA. Cái gì cơ? Anh họ anh là chủ tịch tập đoàn ABA á? Mang tiếng là anh em trong họ. Thế nhưng mà tính tình của ông này cứng nhắc lắm. Đã thế lại còn hay đạo lý nữa. Cho nên mấy năm vừa rồi anh có gặp đâu. Kể cả đợt ông ấy cưới, anh cũng không đến. Chẳng qua là đợt này công ty khó khăn quá, anh mới đến để nhờ vả thôi. Chán anh thật chứ. Có cái ô to như thế thì phải biết dùng thủ đoạn mà lấy lòng chứ. Em chưa hiểu tính ông này thôi, lát nữa gặp em sẽ biết. Khó đến mấy gặp em cũng mềm hết thôi. Anh cứ đợi xem.
anh Cường, em bên này. Hai đứa ngồi đi. Chú đợi anh lâu chưa? Mà đây là bạn gái của chú à? Dạ, chúng em cũng mới tới thôi anh ạ. Đây là Phương Anh, bạn gái của em ạ. Em chào anh ạ. Anh ạ, trước giờ em nghe tiếng anh cũng nhiều rồi. Không nghĩ được anh lại là anh họ của anh Hải. Hôm nay được gặp mặt đúng là vinh dự cho em quá. Hôm nay chú gặp anh có chuyện gì thì nói luôn nhá. Hôm nay anh hơi bận. Anh Cường, em nghe nói tập đoàn anh sắp triển khai dự án tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố đúng không ạ? Chú cũng biết nhiều quá nhỉ. Có phải là chú đang muốn công ty của chú thi công phải không? Vâng, công ty của em đang khó khăn nên rất cần có dự án này. Mong anh chiêu cố ạ. Mấy dự án lần trước anh giao cho chú, chú đều làm bết bát, để rồi anh phải mệt mỏi khắc phục. Cổ đông cũng vì vậy mà chẳng mấy ai hài lòng cả. Anh cũng biết rồi đấy. Thời gian trước nhà em hơi nhiều việc, thành ra có chút sao nhãng. Anh thông cảm ạ. Giữa anh và chú thì có thể không tính toán, bởi vì dù sao chúng ta vẫn là anh em trong nhà. Nhưng mà phía dưới anh còn có các cổ đông khác nữa. Anh không muốn họ nghĩ là anh thiên vị, cho nên anh cần về họp lại với họ xem thế nào đã. Đám cổ đông đó ai cũng nghe lời anh răm rắp, anh nói gì mà chả được ạ. Chú sai rồi. Họ đều là những cái đầu có sạn. Chẳng qua họ nghe lời anh vì anh đem lại lợi ích cho họ. Nhưng nếu một ngày mà anh không làm được điều này nữa thì họ sẽ thi nhau rút vốn thôi. Dạ vâng, em hiểu ạ. Thế nhưng mà hiện tại công ty em đang hết cách rồi. Mong anh giúp đỡ ạ. Chỉ một lần này thôi ạ. Được, anh sẽ cân nhắc chuyện này. Nhưng mà anh không dám hứa trước đâu. Thôi, bây giờ anh phải về. Anh sẽ cho người thông báo với chú sau. Anh về cẩn thận ạ. Đúng là khinh người quá đáng thật chứ. Anh nói rồi mà em không chịu nghe. Anh ta không phải là loại người có thể đem lý lẽ bình thường ra để tính toán lấy lòng đâu. Mà vừa nãy anh bảo anh ta lấy vợ rồi đúng không? Ừ, lần trước anh làm hỏng mấy dự án, bị ông ấy chửi cho một trận, lại còn lải nhải mãi nữa. Anh bực bội, có thèm đến đám cưới của họ đâu. Nếu như lần này công ty không thật sự gặp khó khăn, anh cũng chẳng đến gặp làm gì. Chẳng nhẽ anh ta ghim anh chuyện này rồi à? Anh ta không phải là kiểu người đó. Anh ta là cái kiểu người yêu ghét rõ ràng. Nếu như mà anh ta đã ghét rồi ấy, anh ta sẽ không cho cơ hội đâu. Thế thì chán thật chứ. Con người này em thật sự bất lực rồi. Vừa nãy em còn nói em giỏi lấy lòng người khác lắm cơ mà. Nếu như mình không tiếp cận được với ông ấy thì mình tiếp cận với người khác vậy. Anh định tiếp cận ai? Còn ai vào đây nữa? Bà chị dâu mà anh chưa biết mặt đấy. Em hiểu rồi. Gì chứ, việc lấy lòng phụ nữ em chẳng thua kém gì đám đàn ông các anh đâu. Anh có chuyện gì thế? Em họ của anh, nó muốn mời vợ chồng mình đi ăn để bên mặt chị dâu. Hồi lúc mình cười, nó bận nên là không đi dự được. Em họ anh ấy ạ? Ừ, thằng Hải con cô Tuyết ấy. À, lần trước về quê, em cũng có nghe cô Tuyết nói, nhưng mà chưa gặp bao giờ. Hình như là chú ấy mới ở xa về đúng không anh? Nó cũng ở trong thành phố này thôi. Cái hồi mình cưới, công ty nó làm ăn bê bối, bị anh mắng cho, tức là giận anh, không thèm nhìn mặt nữa. Dạo gần đây, công ty nó khó khăn nên mới tìm anh nhờ giúp. Anh vẫn đang suy nghĩ đây. Vâng ạ. Thì em nghĩ sao về chuyện này? Các cụ đã có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nếu chú ấy đã tìm đến vợ chồng mình thì chắc là đã nhận ra cái sai rồi. Anh cứ thử cho chú ấy một cơ hội xem sao. Ông anh này của anh có vẻ rất thích để người khác phải đợi mình nhờ. Lần nào cũng thế. Em xem lại giờ đi. Là em nhất quyết đòi đến sớm để chuẩn bị cho tốt đấy. Em này, em nhìn xem kìa. Con sáo chổi này, lần trước ám hại cho vợ chồng mình không được việc gì. Bạn của em đấy,
Không ngờ ngày xưa em cũng biết chọn bạn mà chơi phết. Cái ông này. Không được. Việc lần này còn lớn hơn việc lần trước gấp bội lần. Em không thể để nó ám quẻ nữa. Còn Ngọc Anh kia. Mày nhìn cái gì? Biết chỗ này là chỗ nào không mà mò vào đây? Lại là mày à? Tao đang hỏi mày đấy. Đần mặt ra đấy làm gì? Đây là nhà hàng ăn uống mà. Tao đến đây ăn không được sao? Cô em có biết một bữa ăn ở cái nhà hàng này có giá bao nhiêu không? Một cái đứa ngay cả cái xe máy tử tế còn không có mà đi, còn phải đặt vào đây ăn à? Hôm nay tôi có hẹn, không rảnh đứng đây đôi co với hai người. Gớm nhở? Mày là cái giống gì mà cũng hẹn hò ở trong này? Có biến đi không thì bảo. Mày gọi quản lý nhà hàng ra đây. Nếu người ta đuổi thì tao sẽ đi. Còn mày không đủ tư cách để đuổi tao đâu. Bớt ngang ngược lại. Anh Hải, anh xem thái độ của nó bố đời chứ kìa. Hôm nay bọn tôi có cuộc hẹn quan trọng. Cô bụng mang dạ chửa đen đủi lắm. Biến ra chỗ khác đi. Hai người mê tín như vậy, sao không bao luôn cả cái nhà hàng này đi? Cô nhất định ép tôi phải ra tay với phụ nữ đúng không? Tôi nói rồi, hôm nay tôi cũng có hẹn ở đây. Xin lỗi hai người. Anh thấy thái độ của nó chưa? Tốt nhất ý, là lôi thẳng cổ nó ra ngoài, xong nói chuyện với quản lý sau. Mày làm cái gì vậy? Cút ra ngoài cho tao. Bỏ ra. Thả bọn tôi ra. Em có sao không? Cô không thấy là vợ tôi đang có bầu à? Tại sao cô lại mạnh tay như vậy? À, anh Cường. Anh Cường. Đây là vợ anh ạ. À? Anh Cường. Người yêu em không biết chị Ngọc Anh là vợ của anh, cho nên mới mạo phạm. Anh có thể nào rộng lượng bỏ qua cho cô ấy một lần được không ạ? Nói vậy là từ trước đến giờ cô ta chỉ coi trọng, nịnh nọt người có tiền, có quyền hơn mình thôi à? Anh Cường, không phải như vậy đâu ạ. Em... Cả chú cũng vậy. Bao nhiêu năm qua, chú chẳng thay đổi gì cả. Bảo sao công ty ngày một đi xuống như thế? Anh dạy phải ạ. Là do em giao du với những người không tốt. Em sai rồi. Anh Hải! Cô im mồm. Ơ? Chị dâu của tôi bụng mang dạ chửa. Hơn nữa lại là bạn học cũ của cô. Vậy mà 5 lần 7 lượt cô ép tôi làm khó chị ấy. Lương tâm của cô để ở đâu vậy hả? Hay lắm. Bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của anh đấy. Cô nói nhiều làm gì? Mấy cái loại người không có tài, không có đức như cô ấy, chỉ như bình hoa di động thôi. Sinh ra chỉ để làm thú vui cho những người đàn ông nhiều tiền. Từ giờ cô bớt ra vẻ đi. Tôi chán cô lắm rồi. Anh Cường, em đã trừng trị cô ta rồi. Từ nay em sẽ thay đổi. Em sẽ chọn lọc người để qua lại. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ. Anh đi đâu vậy ạ? Chú như thế nào thì bản thân chú rõ nhất. Anh cũng vậy. Anh hy vọng những lời này là lời thật lòng của chú, chứ không phải mấy lời đối phó cho qua chuyện. Anh Cường, vậy còn chuyện dự án? Chị dâu của chú hơi mệt, anh đưa chị ấy về nghỉ trước. Dịp khác anh em mình ngồi sau. Như anh nói, vẫn phải chờ cuộc họp cổ đông tuần tới thì anh mới quyết định được. Mình về thôi em.